video sau ơi quý vị và các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay, vô cùng hấp dẫn và đầy sự kịch tính giữa cuộc đối đầu của ngoại tinh lai khách, chiến thần vương thiên nhất. Thần vương thiên nhất với đối thủ là kỳ thủ Hoàng Hải Lâm. Trận đấu diễn ra tại vòng 1 giải bằng thành bôi với bên đỏ đi tiên là kỳ thủ Hoàng Hải Lâm. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.